Hello anh em, chắc anh em cũng đã từng nghe đến Windows S Mode. Đây là một cái mode của Windows mà khi đó mà bạn không thể chạy được những cái file EXE hoặc MSI mà tải trên mạng được. Thì hôm nay bọn mình cũng sẽ làm một cái clip ngắn để hướng dẫn anh em cách chuyển cái Windows S Mode về Windows thường để anh em có thể chạy được những file chương trình mình tải trên mạng nhé. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ luôn này, file Unity mình tải này. Nhảy đúp vào thì nó sẽ không chạy được như bình thường, nó sẽ bắt mình phải app từ Windows Store. Cái Store này thì khá là hạn chế anh em nhé. Để kiểm tra máy có S Mode hay không thì anh em vào Setting này, Update, còn Activation này. Ở đây nó sẽ ghi luôn phiên bản của mình đang là Windows 10 Home in S Mode. Và để phát về Windows 10 Home thì có luôn một cái nút như này anh em nhé. Go to the store này, anh em chọn Get ở đây. Ở đây mình phải có tài khoản của Microsoft nhé. Nếu mà chưa có thì anh em bấm Create One này, làm theo các bước. Nó cũng giống như lúc mình đăng ký với Gmail hoặc là Facebook luôn. Ở đây mình có sẵn tài khoản rồi thì mình sẽ đăng nhập luôn tài khoản của mình. Chờ một chút. Máy đã báo là mình chuyển thành công. Ở đây máy đã chuyển thành công luôn về Win 10 Home anh em nhé. Từ giờ anh em có thể chạy được luôn những cái file dạng EXE các thứ này. Ok rồi, cái clip hôm nay mình chỉ dẫn nhanh cái cách chuyển từ Win 10 Home S Mode về Win 10 Home bình thường anh em nhé. Mọi chi tiết hay là thắc mắc hay là cần hỗ trợ anh em có thể nhắn tin lên fanpage FTC Laptop. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.